Thánh lễ trọng kính các thánh nam nữ tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Ngày 1 tháng 1 là ngày mở đầu của tháng các đẳng. Theo lịch phục vụ, Giáo hội Hoàn Vũ mừng kính trọng thể lễ các thánh nam nữ để nhắc nhớ các tín hữu nhớ về mầu nhiệm các thánh thông công và đồng thời cũng mời gọi mỗi người chúng ta sống thánh đức từ chính cuộc sống trần gian của mình. Hôm nay cũng được xem là ngày lễ quan thầy chung của tất cả mọi tín hữu. Ngày 1 tháng 11 năm 2018, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận đã chủ tế thánh lễ và đồng tế mừng các thánh nam nữ cùng các cha tổng đại diện, quý cha quản sứ chính tòa và các giáo dân lân cận, các cha đang hữu dưỡng và đang phục vụ tại tòa tổng giám mục và trung tâm mục vụ, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, trùng sinh và cộng đoàn giáo dân. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha tổng đại diện Boventura Mai Thái đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn cảm ơn Đức cha Giuse đã cử hành thánh lễ đại triều tôn kính các thánh nam nữ. Xin kính chúc Đức cha nhờ lời truyền cầu của các thánh nam nữ ở trên trời được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để noi gương các thánh tử đạo Việt Nam tiếp tục viết lên những trang sử đẹp và thánh thiện cho giáo phận Đà Nẵng thân thương để xứng đáng là con cái của Chúa. Thánh lễ cầu hồn tại vườn thánh giáo xứ Hòn Gai, giáo phận Hải Phòng. Lúc 16 giờ hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Đức giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ cầu cho các linh hồn tại vườn thánh giáo xứ Hòn Gai. Cùng hiệp thông trong thánh lễ đặc biệt này có cha xứ Đa Minh Nguyễn Trấn Hưng và đông đảo cộng đoàn nơi đây. Với cộng đoàn Hòn Gai, đây là sự kiện mang dấu ấn khó phai bởi lần đầu tiên Diễm Phúc được người cha chung của giáo phận đến chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đang an nghỉ trong nghĩa trang giáo xứ. Sự quây quần bên phần mộ những người thân trong ngày dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn là bằng chứng sống động về lòng hiếu thảo của phận làm con, đồng thời cũng diễn tả mầu nhiệm các thánh cùng thông công cách tỏ tường. Những điều ấy cũng tạo nên một thánh lễ sốt sắng, trầm lắng, đồng thời như nhịp cầu nối giữa người còn sống với người đã qua đời và như người chết nối linh thiêng vào đời. Thánh lễ đã khép lại với nghi thức sái nước thánh trên các phần mộ. Nghi thức ấy diễn tả niềm hy vọng bởi những ai đã được thanh tẩy trong nước của bí tích rửa tội cũng sẽ được trỗi dậy cùng với Đức Kitô trong đời sống mới muôn đời. Giáo phận Thanh Hóa, ngày dâng hoa đồng công bế mạc tháng Mân Côi. Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Ngay từ sáng sớm, các chuyến xe buýt đã đưa lần lượt 5.029 con hoa từ 71 giáo xứ trong giáo phận Thanh Hóa về sân của tòa tổng giám mục để cùng tham dự buổi dâng hoa đồng công và thánh lễ bế mạc tháng Mân Côi 2018. Dâng hoa cộng đồng đã trở thành một truyền thống sinh hoạt đạo đức cấp giáo phận kể từ khi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa khởi xướng vào ngày 31 tháng 5 năm 2011. Đúng 8 giờ sáng, ngày hội hoa của giáo phận Thanh Hóa bắt đầu dưới sự hướng dẫn của các nữ tu dòng mến thánh giá. Những cánh tay đưa lên cao dần trở nên nhuần nhuyễn và đều đặn. Tháng Mân Côi đã khép lại và ngày hội dâng hoa cũng kết thúc vào lúc 10 giờ trưa. Mặt trời lên cao sưởi thêm hơi ấm như muốn biểu lộ ân tình mà Thiên Chúa và Đức Mẹ đang tuôn xuống đoàn con cái nơi đây. Khuôn mặt ai cũng ánh lên những niềm hân hoan rạng ngời, hạnh phúc. Ai cũng quyến luyến, bịn rịn khi đến giờ chia tay. Và ai cũng chung một lòng ước nguyện, hẹn gặp lại nhé ngày này sang năm. Tổng thống Ngô Đình Diệm, người vì dân, vì nước. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, lễ cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam, cho các tử sĩ Nam Bắc, cho các nạn nhân của chế độ tàn bạo từ tư tưởng đến hành động, và nhất là tạ ơn Chúa
cho cụ cố Tổng thống Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, các bào đệ, các bà thân mẫu và thân bằng quyến thuộc của cụ tại Nghĩa Trang Bình Dương vào ngày 2 tháng 11 năm 2018. Thánh lễ được cử hành bởi Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Kon Tum chủ tế, cha Gioan Bautista Lê Đình Phương dòng Chư Cứu Thế giảng thuyết. Đồng tế có quý cha, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh dòng Francisco, cha Francisco Nguyễn Văn Nhất dòng Đa Minh, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thêm, nguyên bề trên giám tỉnh dòng Don Bosco, và quý cha dòng Chư Cứu Thế gồm cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên giám tỉnh dòng Chư Cứu Thế, cha Gioan Bautista Thanh Bích, cha Anton Lê Ngọc Thanh, cha Giuse Trương Hoàn Vũ và cha Phaolô Lê Xuân Lộc. Tham dự thánh lễ có khoảng gần 300 người đến từ nhiều nơi như miền Tây, Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương. Tề tựu chung quanh ngôi mộ có tên là huynh và đệ, được biết đó là mộ của cụ Gioan Bautista Ngô Đình Diệm và bào đệ Jacobe Ngô Đình Nhu. Đặc biệt, có rất đông an ninh mật vụ bao vây xung quanh khu vực dâng lễ cũng như bên ngoài nghĩa trang. Một vài vị an ninh bịt kín mặt bằng khẩu trang len lỏi vào khu vực tham dự và gây hấn, đồng thời tiến hành quay phim. Một hình ảnh khá xúc động là sự quy tụ của các cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, các ông sức khỏe yếu kém, thân thể đầy khuyết tật nhưng vẫn tham dự thánh lễ tại nghĩa trang. Trước khi thánh lễ kết thúc, Đức cha Mikae mong muốn cộng đoàn người Việt thu thập tư liệu và làm hồ sơ về cuộc đời của cụ Tổng thống Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, với mong muốn xin tòa thánh nhìn nhận các nhân đức, anh hùng và gương sáng đức tin của ngài. Cụ cố Tổng thống xứng đáng được gọi là người công giáo tôn kính.